chết và mất tích, và cũng có khoảng 70% dân số của Việt Nam thì chịu ảnh hưởng bởi cái rủi ro thiên tai này. Và đối với cái cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thì chúng tôi cũng thấy được đây là một trong những cái nhóm mà cũng chịu cái tác động rất là lớn, đặc biệt là đối với các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ trước đến nay thì trong cái việc ứng phó với rủi ro thiên tai thì chúng ta nói tới rất nhiều cái chủ thể và cộng đồng, nhưng mà đối với doanh nghiệp chẳng hạn thì hầu như cũng rất ít có những cái chương trình để có thể hỗ trợ họ để có thể ứng phó với rủi ro thiên tai. Với các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa thì họ cũng có được cái việc thu hút các cái lực lượng lao động làm việc ở trong khu vực này cũng rất là lớn. Ước tính là trong khoảng 500.000 doanh nghiệp Việt Nam thì có khoảng 90% là doanh nghiệp nhỏ vừa, và doanh nghiệp nhỏ vừa thì họ cũng tạo việc làm khoảng 80% lao động cho khu vực doanh nghiệp Việt Nam, và khu vực doanh nghiệp nhỏ vừa cũng tạo ra cái khoảng 40% GDP. Và những cái doanh nghiệp nhỏ vừa thì với cái mức độ đầu tư về cơ sở hạ tầng của họ cũng rất là hạn chế, không như những cái doanh nghiệp lớn, và chính vì thế thì những cái tác động rủi ro mà họ có thể gặp phải thì cũng rất là lớn. Chúng tôi qua cái khảo sát thì khi mà tiến hành cái dự án phối hợp với Quỹ Châu Á đấy, thì cũng có tiến hành khảo sát các doanh nghiệp nằm trong ở những cái vùng mà có thể bị ảnh hưởng, thì chúng tôi cũng thu được kết quả là cỡ khoảng 85% các cái doanh nghiệp trong diện khảo sát thì bị tác động của bão, 45% là lũ lụt và khoảng 12% lốc xoáy, chiều cường, vân vân. Và trong đó thì cứ khoảng 60% thì cũng đã chịu thiệt hại, và có khoảng 5% là chịu thiệt hại rất là nghiêm trọng, và 30% là chịu thiệt hại nghiêm trọng, và cái tổn thất về tài sản của họ thì cũng rất là lớn. Khoảng 52% thì các cái doanh nghiệp được khảo sát họ cho biết là bị thiệt hại về cái cơ sở hạ tầng, nhà xưởng của họ, và khoảng 41% thì bị thiệt hại về trang thiết bị, và khoảng 47% là liên quan đến các cái thiệt hại về các cái sản phẩm. Đây là hình ảnh của một cái doanh nghiệp ở Đà Nẵng, công ty dược Danafa, một cái doanh nghiệp đã bị chịu thiệt hại rất là lớn bởi cái cơn bão Song Xê năm 2006, cơn bão rất là lớn, chắc quý vị vẫn còn nhớ. Và đối với công ty này thì vào cái thời điểm đó thì họ đã chịu tổn thất cỡ khoảng 40 tỷ, một số tiền rất là lớn đối với doanh nghiệp. Và các vị có thể thấy đối với cái hình ảnh trước bão và sau bão thì nó có cái ảnh hưởng, có cái thiệt hại lớn thế nào đối với doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, khi mà chúng tôi tiến hành khảo sát thì chúng tôi cũng thấy được rằng là có lẽ vấn đề lớn nhất đối với các doanh nghiệp là họ hoạt động mặc dù ở cái mức độ rủi ro cao như vậy, nhưng mà họ lại thiếu sự quan tâm và chủ động đối với việc là ứng phó với rủi ro thiên tai. Khi mà chúng tôi tiến hành khảo sát thì họ cho biết là cỡ khoảng 5% các doanh nghiệp được khảo sát họ cho biết là họ cũng không quan tâm đến cái quản lý rủi ro thiên tai. Sau 46% thì cũng chưa phát triển được cái kế hoạch để chuẩn bị ứng phó với cái kế hoạch đối với rủi ro thiên tai. Và 33% đã có kế hoạch nhưng lại không có đủ năng lực để triển khai. Và nếu mà như thế thì có thể nói là khi mà cái rủi ro nó xảy ra thì họ cũng thiệt hại rất là lớn. Bên cạnh đó thì cũng có một số những cái thông tin chi tiết khác, ví dụ như là 47% các doanh nghiệp đã khảo sát thì họ cho biết là cũng không có cái kế hoạch để bảo vệ các cái thiết bị và dữ liệu của doanh nghiệp của mình. 43% thì cũng không có kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể cho nhân viên trong cái trường hợp mà nó xảy ra rủi ro thì là như thế nào. Và 55% thì họ cũng thiếu cái kế hoạch để phục hồi sản xuất. Thì ở đây chúng ta có thể thấy rõ ràng là đây là các doanh nghiệp thì họ tức là họ thiếu các cái biện pháp cần thiết để có thể ngăn ngừa, để phòng chống một cách hiệu quả và giảm thiểu cái tác động của cái rủi ro thiên tai. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thấy là ứng phó của các cái doanh nghiệp Việt Nam thì nó cũng thiếu đồng bộ. Bởi vì là các cái thiên tai khi mà xảy ra thì thường nó xảy ra ở trên diện rộng, và nó cũng liên quan đến rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan, thí dụ như là về hạ tầng, rồi về đường xá, rồi điện, nước, vân vân, thì nó cũng bị đều ảnh hưởng cả. Thì tuy nhiên là đối với các doanh nghiệp thì họ thậm chí kể cả từ phía nhà nước chẳng hạn thì chúng ta cũng chưa có một cái phương án nào mang tính nó tổng thể để có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện ứng phó. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thấy được rằng là ở Việt Nam thì cũng rất là thiếu các cái doanh nghiệp, các cái công ty tư vấn
có thể thực hiện cái dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp để cái quản lý cái rủi ro thiên tai này. Và chính vì thế thì khi bản thân các doanh nghiệp nhỏ vừa khi mà họ cần có cái nhu cầu chẳng hạn, qua khảo sát của chúng tôi thì nhu cầu họ rất là lớn. Nhưng mà thực tế là khi mà họ cần những cái thông tin chuyên sâu để có thể hỗ trợ họ ứng phó thì cũng rất là hạn chế, vì không rất là khó tìm các cái nhà tư vấn phù hợp. Cái vấn đề thứ ba nữa là liên quan đến các cái đại lý bảo hiểm, các cái cơ quan cung cấp các dịch vụ bảo hiểm liên quan đến rủi ro thiên tai ở Việt Nam chẳng hạn, thì cũng chưa được nhiều. Bản thân năng lực của những cái doanh nghiệp đó cung cấp cái dịch vụ bảo hiểm đó cũng còn tương đối là hạn chế. Và bên ngoài ra thì cũng các doanh nghiệp Việt Nam thì họ cũng chưa có được các cái kế hoạch mang tính chất toàn diện cho cái việc thí dụ như là thực hiện cái việc duy trì hoạt động sản xuất liên tục của doanh nghiệp chẳng hạn. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà chúng tôi cũng thấy cũng rất, tức là mà các cái doanh nghiệp Việt Nam cũng cần phải cải thiện rất là lớn trong thời gian tới. Về vấn đề cuối cùng đối với liên quan đến cái vai trò của nhà nước trong việc quản lý rủi ro thiên tai chẳng hạn, thì thực ra thì các cái chính sách của nhà nước thì chúng ta cũng thấy là cũng có khá là nhiều, thì nó cũng nằm trong cái vấn đề chung ở nhiều lĩnh vực khác thôi. Thì đó là cái các nó lại giải rác ở khá nhiều các cái văn bản pháp luật cũng như văn bản chính sách khác nhau chẳng hạn, thì tương đối là khó đối với doanh nghiệp khi mà họ muốn áp dụng hoặc muốn triển khai, khó tra cứu, và chính vì thế thì nó cũng rất là khó cho doanh nghiệp để họ có thể thực thi. Một cái vấn đề khác nữa là các cái quy định và các cái nguồn lực hiện nay để ứng phó với rủi ro thiên tai thì chủ yếu là đang tập trung vào việc ứng phó và giải quyết hậu quả khi mà các cái rủi ro thiên tai nó xảy ra, và nó chưa có được cái sự tập trung một cách phù hợp vào cái việc phòng chống và giảm rủi ro thiên tai. Ngoài ra đối với cái đối tượng chính mà trong các chương trình của nhà nước chẳng hạn, thì chúng ta thường là nói đến cái vai trò tới đối tượng là cộng đồng, người dân, mà lại ít quan tâm tới cái đối tượng là doanh nghiệp. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng thấy vấn đề nữa là chúng ta cũng thiếu những cái biện pháp kiểm tra và những cái chế tài nó thực sự là nghiêm túc. Chính vì thế thì nó dẫn tới cái hiệu quả thực thi của các cái chính sách tương đối thấp đối với cộng đồng doanh nghiệp. Tôi xin kết thúc cái bài trình bày và xin cảm ơn quý vị. Thank you very much, Mr. Tuck.